Cái mic bé bé mà anh em nhìn thấy ở đây, nó chính là DJI mic. Và hôm nay mình có một sản phẩm khác nữa để so sánh với DJI mic, đó là chiếc Saramonic Blink Me B2. Thì liệu hai sản phẩm này so sánh với nhau đặt trên cùng một bàn cân, sản phẩm nào sẽ phù hợp cho anh em? Hãy cùng mình so sánh nhé. Cả hai sản phẩm này sẽ đều có những thiết kế khác nhau và tùy thuộc vào sở thích của anh em sẽ có những cái thích thú với những từng thiết kế. Nhưng mà mình sẽ so sánh về mặt tiện lợi cũng như là cái việc chúng ta sử dụng mic hàng ngày. Và nếu anh em sử dụng mic, em thường sẽ thấy là chúng ta sẽ có xu hướng là giấu cái mic đi để có thể đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Thì ở đây chúng ta sẽ có DJI mic, một thiết kế nhỏ gọn hơn, trông nó tinh tế hơn. Thì nó sẽ dễ dàng cho anh em trong việc chúng ta có thể giấu đi để chúng ta không nhìn thấy mic. Nhưng mà khác với DJI mic thì Blink Me B2 lại có một thiết kế nó khá là độc đáo, khi mà có phần màn hình rất là lớn để chúng ta có thể thay đổi những cái chất icon hoặc những cái logo huy hiệu rồi đấy. Thì vô tình chung sẽ biến một chiếc mic như này thành một phần phụ kiện cho anh em trong một buổi quay. Như mình đã nói ở trên thì DJI mic về mặt tổng thể là sẽ nhỏ gọn hơn so với Blink Me B2. Nhưng mà Blink Me B2 chúng ta sẽ có một phần hộp bằng vải canvas có khung khá là chắc chắn, kèm với chống sốc, nên là trong quá trình di chuyển anh em sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều. Còn đối với DJI mic chúng ta chỉ có một phần túi vải rút thôi, anh em sẽ phải cẩn thận hơn trong quá trình di chuyển. Mà khi mình mở ra bên trong có rất nhiều phụ kiện, đầu tiên là hai kẹp gắn mic, tiếp theo là 4 miếng nam châm để gắn mic, và mình nghĩ là 2 miếng để dự phòng trong trường hợp anh em mất. Tiếp theo là một jack 3.5, hai bông lọc gió và một chiếc kẹp điện thoại có chân hóc xu để gắn receiver. Và nhân vật chính của chúng ta sẽ có hai mic và một chiếc receiver. Và đối với DJI mic chúng ta sẽ có một phần túi vải để đựng tất cả. Và chúng ta sẽ có hai lọc gió này, một dây 3.5, một hộp sạc chứa cả receiver và hai mic, nam châm để gắn mic cũng như là hai chân tiếp xúc Type-C và một lightning, một chân Type-C và một chân tiếp xúc lightning cho receiver. Tiếp theo là về phần thao tác cảm ứng. Trên cả sản phẩm chúng ta đều có thể có khả năng cảm ứng để có thể điều lệnh. Và đối với DJI mic thì chúng ta có thể cảm ứng ở trên chiếc receiver mà thôi. Nhưng mà đối với Blink Me B2 chúng ta có thể điều chỉnh cảm ứng trên cả phần mic này cũng như phần receiver. Về mặt có nhiều cảm ứng như vậy thì mình nghĩ là với người mới thì tiếp xúc với Blink Me B2 khá là thân thiện. Và nếu anh em để ý trên Blink Me B2 có một phần nút rất là nổi bật màu vàng ngay đây, đó là nút Noise Reduction, hay chúng ta có thể gọi là chức năng khử tiếng ồn. Và chúng ta có thể bật ngay chức năng khử tiếng ồn rất là dễ dàng với Blink Me B2. Đối với DJI mic thì receiver chúng ta có thể sử dụng trong vòng 5 tiếng, mic là 5.5 tiếng, cũng như hộp sạc là 15 tiếng. Còn đối với Blink Me B2 thì receiver cũng chính là hộp sạc luôn, thế là nó có thời lượng khá là ấn tượng lên đến tận 24 giờ. Nhưng mà nếu mà xét trên việc sử dụng thực tế thì mình chưa bao giờ sử dụng hết pin hai sản phẩm này cả. Một tính năng tiếp theo mình thấy là khá nhiều anh em quan tâm, đó là cái khoảng cách đường truyền của mic. Thì theo thông số sản xuất thì DJI mic có thể lên tận 250m, đối với Blink Me B2 thì chỉ có là 100m thôi. Vậy thì nếu mà anh em là phỏng vấn xa hay là mình muốn khoảng cách xa hơn thì đương nhiên là DJI mic sẽ là một lựa chọn sáng suốt hơn. Nhưng mà phải thử mới biết được đúng không? Để mình thử cho anh em xem nhé. Và cái cam bên mình ở trên nó sẽ là cam của DJI mic, và cam ở dưới sẽ là cam của Saramonic. Và hai cam này đều đặt cùng một vị trí và mình sẽ đeo cả hai mic lên. Mình không có cái thước đo để test khoảng cách được, nhưng mà mình sẽ cứ chạy thôi. Và sẽ đến một lúc nào đấy sẽ có mic tắt đi và mic vẫn hoạt động, hoặc là cả hai mic cùng tắt. Các bạn để ý xem nhá. 1, 2, 3 Đến đây như là hai mic vẫn còn đúng không ạ? Hai mic vẫn còn đúng không? Tiếp nào. Hai mic còn không? Hai mic còn à? Còn mic không? Vẫn còn á? Còn mic không? Vẫn còn á? Còn không anh ơi? Vẫn còn. Có không? Có con nào chết chưa? Ok chưa? Về nhá. Về nhá. Ok. Và sau cái bài thể dục vừa rồi, mình không biết là đến đoạn nào thì con Blink Me B2 nó sẽ mất tiếng.
Nhưng mà mình thấy mình chạy ra tí từ đầu bên kia rồi. Mà con DJ mic hình như vẫn còn tiếng đúng không anh? Thì chứng tỏ anh em có thể dựa vào kết quả này để có thể là mình cân nhắc nhé. Và điểm cuối cùng mình muốn nói đến là khả năng kết nối. Khả năng kết nối giữa receiver với cả mic của các sản phẩm đều rất nhanh, nhanh như một tia sét. Cũng như là khả năng kết nối với máy ảnh thì sẽ đều có cổng 3.5. Nhưng mà cái điều đặc biệt khác biệt giữa sản phẩm này là khả năng kết nối với điện thoại. Đối với DJI Mic như mình đã nói ở trên thì nó có hai đầu cắm Lightning cũng như là Type-C để anh em có thể kết nối trực tiếp với iPhone hoặc là Android một cách nhanh chóng mà không phải qua app nào cả, chỉ cần cắm vào và anh em sử dụng được luôn. Nhưng mà với Blinkme B2 loại khác, anh em bắt buộc phải mua một cái dây Type-C hoặc là một cái dây Lightning nào đó ở ngoài thị trường. Và sau đó chúng ta phải tải app của Saramic xuống thì chúng ta mới để sử dụng được cái mic này với điện thoại. Nó khá là lằng nhằng hơn so với DJI Mic. Nhưng mà bù lại khi chúng ta sử dụng cái app của Saramonic, chúng ta thì điều chỉnh nhiều hơn với thông số của mic. Và trên đây là bài tổng quan mình so sánh hai sản phẩm này. Mỗi sản phẩm đều có ưu và nhược điểm riêng và sẽ tùy thuộc vào sở thích của anh em để có thể đưa ra lựa chọn nhé. Và nếu anh em thấy video này hay, hãy cho chúng mình một like, một share, một subscribe để đón chờ những video sau đến từ team của chúng mình nhé. Bye bye anh em.